Cái kiếm mua ở đâu nè? Cái này là cái kiếm mua ở trong thành phố. Mua để làm gì? Mua đánh để chơi. Chơi gì? Cho đánh chém cá sấu. Chém cái gì? Chém cá sấu. Cá sấu đâu mà chém? Cá sấu làm bộ á. Thì hả? Đâu làm bộ chém chị ba coi coi. Chém nè, chém chơi chơi vậy đó. Vậy hả? Cho chị ba mượn cái kiếm được không? Cho chị... Không được. Sao hả? Các cái kiếm này mất tiền. Nhiêu tiền mà mất tiền? 100 ngàn. 100 ngàn hả? Thôi giờ chị ba mua lại bán không? Không. Sao nữa? Không, nó là không nha. Vậy hả? Đúng rồi nha. Tao ui da. Ui da, hư luôn cái điện thoại rồi sao? Nè, có thấy chị Hào đâu? Chị Hào lại đây đi, mới thấy chị Hào. Nói chuyện coi. Rồi, vậy mới thấy chị Hào nè. Sao không thấy? Ôi, chị Hào che rồi, sao không thấy? Nhớ thấy cái tay chị Hào đó.